chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta trong chủ đề của video lần này quốc anh chia sẻ về chủ đề đổi rung động đổi cuộc đời mọi thứ trong vũ trụ này đều được tạo thành từ năng lượng rung động ở các tần số khác nhau điều này bao gồm cả những thứ vô hình như ý định suy nghĩ cảm xúc và niềm tin của chúng ta ngay cả khi hành động lời nói nhận thức và quan niệm của chúng ta thay đổi tần số rung động của chúng ta cũng tăng lên hoặc hạ xuống dựa trên giá trị phổ quát của chúng bất cứ điều gì bạn cho đi cuối cùng bạn sẽ nhận lại được điều này có nghĩa là bạn chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình và bạn phải chịu trách nhiệm về hành động và niềm tin của mình mọi thứ bạn làm đều có hậu quả điều này cũng có nghĩa là bạn có quyền kiểm soát những gì xảy ra trong cuộc sống của mình bạn có thể đưa cuộc sống của mình vào bất kỳ hướng đi hoặc con đường nào mà bạn mong muốn bằng cách thể hiện suy nghĩ cảm xúc và hành động của mình nói một cách dễ hiểu sự tích cực làm tăng rung động của bạn và sự tiêu cực sẽ làm giảm nó xuống nâng cao sự rung động của bạn để thu hút những gì bạn muốn nâng cao rung động của bạn có nghĩa là gì nâng cao sự rung động của bạn là mẫu số chung cho nhiều sự kiện tích cực có thể cải thiện cuộc sống của bạn nó có thể có nhiều nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau chẳng hạn như nâng cao mức năng lượng của bạn tiến gần hơn đến vũ trụ nâng cao khả năng trực quan của bạn hòa hợp hơn với vũ trụ đồng điệu hơn với tâm linh tăng khả năng kết nối tinh thần của bạn một yếu tố phổ biến trong tất cả các kết quả nêu trên là sự thay đổi tích cực mà chúng mang lại cho cuộc sống của bạn có nghĩa là bằng cách nâng cao rung động của mình bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình tốt đẹp hơn vì mỗi cá nhân là duy nhất và ảnh hưởng của sự thay đổi khác nhau. Trải nghiệm về tần số rung động cao hơn cũng khác nhau ở mỗi người. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là rung động cao hơn có tác động tích cực đến cuộc sống của bạn. Bạn cảm thấy thế nào khi làm một việc thiện ngẫu nhiên nào đó, chẳng hạn như đối xử tốt với một người lạ hoặc cảm giác mà bạn trải qua khi nhìn thấy nụ cười trong sáng của một em bé? hoặc một đứa trẻ mới biết đi ôm một chú cúng con bạn sẽ có được cảm giác tương tự khi bắt gặp những hình ảnh từ thiên nhiên bạn cảm thấy trái tim mình nhẹ hơn và một cảm giác ấm áp trong bạn bạn nhận thấy rằng bạn thoải mái và vui vẻ hơn khi mức độ rung động của bạn cao bạn chỉ có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp đang xảy ra xung quanh mình bạn thậm chí có thể thấy mình đang ngân nga một giai điệu một bài hát trên môi bạn và nhịp điệu trên đôi chân của bạn đó là những dấu hiệu của sự rung động cao. Mặc dù tất cả những điều này là những dấu hiệu dễ nhận thấy của rung động cao nhưng chúng ta hãy xem những lợi ích thực tế mà nó mang lại cho chúng ta. Bạn sẽ được tăng cường năng lượng. Khi bạn nâng cao độ rung của mình bạn được kết nối nhiều hơn với vũ trụ cho phép bạn khai thác nguồn năng lượng vô tận của nó trái tim của bạn có khả năng cảm nhận tình yêu tốt hơn cả nhận và cho bằng cách rời khỏi trạng thái rung động thấp hơn bạn bỏ lại phía sau những cảm xúc tiêu cực như giận dữ ghen tị và sợ hãi mở rộng trái tim của bạn để cảm nhận những mặt tích cực như tình yêu lòng trắc ẩn và sự đồng cảm mức độ tự tin của bạn tăng lên bằng cách nâng cao rung động của mình bạn giờ đây đã tiếp xúc nhiều hơn với con người thật của mình điều này có nghĩa là bạn chắc chắn về bản thân và khả năng của mình khả năng trực giác và trí tuệ thực tế của bạn được nâng cao khi rung động ở tần số thấp hơn những khả năng bẩm sinh này ẩn và không được sử dụng giờ đây khi bạn đã hòa hợp hơn với con người thật của mình những phẩm chất này xuất hiện từ trong bóng tối để giúp bạn điều hướng những cạm bẫy của cuộc sống. Bạn cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh hơn khi trái tim bạn không bị đè nặng bởi những cảm giác tiêu cực. Trái tim bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Sức khỏe được cải thiện, không gặp khó khăn và bệnh tật. Làm thế nào để nâng cao độ rung của bạn? Thứ nhất, biết ơn. Đây là một trong những phương pháp đơn giản nhất, dễ dàng nhất và nhanh nhất để nâng cao năng lượng rung động của bạn. Mỗi ngày trong cuộc đời bạn đều nhận được rất nhiều điều tốt đẹp. Chỉ cần nhìn lại và xem bạn đã thực sự cảm ơn vũ trụ bao nhiêu trong số những phước lành đó. Bắt đầu từ hôm nay, bạn biến lòng biết ơn thành một thói quen. Cảm thấy biết ơn đối với tất cả những lời chúc phúc bạn nhận được bất kể chúng lớn hay nhỏ bạn thậm chí có thể duy trì một nhật ký biết ơn để theo dõi tất cả những lời chúc phúc mà bạn nhận được thứ hai thiền định thực hành thường xuyên cả thiền định và các bài tập thở sâu giúp loại bỏ tiêu cực và thay thế nó bằng một cách nhìn tích cực chúng giúp bạn bình tĩnh hơn hỗ trợ kết nối với con người thật của bạn và kích hoạt tâm lý tích cực của bạn chúng giúp bạn cảm thấy yên bình và cải thiện tâm trạng dẫn đến mức độ rung động cao hơn nâng cao sự rung động để kết nối với tinh thần các bạn có thể lắng nghe video thiền chánh niệm quốc anh đã chia sẻ ở danh sách phát để có thêm thông tin hữu ích thứ ba bạn có thể nhận thấy rằng một số người làm cho bạn hạnh phúc trong khi những người khác làm bạn thất vọng đây là rung động năng lượng sự kết hợp của những người có rung động cao hơn sẽ nâng cao rung động của bạn điều này có nghĩa là điều quan trọng là phải bao quanh bạn với những người có độ rung cao hơn và thiết lập ranh giới lành mạnh với những người tiêu cực thứ tư gần gũi với thiên nhiên kết nối với thiên nhiên là một cách chắc chắn để nâng cao rung động của bạn tạm dừng công việc thường ngày và đi vào bên ngoài có thể làm nên điều kỳ diệu cho sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của bạn. Thứ năm, nghe nhạc, đọc sách. Dành một chút thời gian cho thú tiêu khiển yêu thích có thể giúp bạn thư giãn và cảm thấy thư thái. Điều này có thể tác động đáng kinh ngạc đến rung động năng lượng của bạn. Thứ sáu, đề cao tinh thần tích cực. Tiêu cực là một vòng lẫn quẩn khó thoát ra. Cố gắng nhiều hơn nữa để lật ngược tình thế và có thái độ tích cực. Nói thì dễ hơn là làm. Nhưng với nỗ lực phối hợp, thực hiện từng bước nhỏ, bạn có thể thay đổi suy nghĩ của mình và nó sẽ rất đáng để nỗ lực. Thứ bảy, chọn thức ăn, đồ uống có độ rung cao. Thức ăn cũng đi kèm với năng lượng rung động cao và thấp, trong khi đồ chiên rán và thực phẩm chế biến có tần suất rung động thấp và rượu có tần số rung động thấp trong các loại đồ uống, thay thế chúng bằng những lựa chọn lành mạnh hơn thứ tám chấp nhận những đặc điểm như tha thứ và rộng lượng những điều này thật khó chấp nhận đối với một người có tần suất rung động thấp tuy nhiên những lợi ích vượt xa những khó khăn trong việc áp dụng chúng chỉ cần nỗ lực nhất định bạn sẽ gạt được thành quả nâng cao sự rung động của bạn đi kèm với nhiều lợi ích không chỉ cho bản thân mà còn cho cả xã hội và vũ trụ nói chung đây là điều mà mỗi chúng ta có thể làm để nâng cao sự rung động của tập thể thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc cảnh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc cảnh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc cảnh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại